để cho như sau này. Hòa tan bờ gam hỗn hợp gồm có 4 chất, nhưng trong 4 chất này chúng ta thực chất là chỉ có 3 nguyên tố thôi, đó là natri, bari và oxy. Như vậy mình sẽ quy hỗn hợp x bờ gam x này thành có natri, bari và oxy. Đây chúng ta đi tới dùng với nước, chúng ta thu được khí hydro, khí hydro đây là 0,4 mol, và dung dịch y. Dung dịch y chúng ta chắc chắn sẽ chứa NaOH và BaOH hai lần. Rồi, người ta cho CO2 vào y thì thu được dung dịch chết về tụ á. Đây, y là NaOH và BaOH hai lần. Thì ta dùng với CO2. Số mol CO2 đây là 0,1 mol đúng không? Thế để cho là chúng ta thu được tụ á, tụ đây là BaCO3 bằng nó nhất thay bằng bao nhiêu mol? 0,4 rồi, ok. Chọn cho dung dịch Z đúng không? Z này chữ cái gì? Nhưng mà chúng ta để này, khi người ta nhỏ từ từ Z vào HCl thì thu được khí CO2. Được chưa? Khi nhỏ từ từ thì em có thể định hướng được là trong dung dịch Z này chứa hai thứ. Đó là chứa gì? Đó là chứa Na, chứa hai mũi của natri luôn. Được chưa? Hiểu không? Đó là gì? Đó là Na2CO3 và NaHCO3. Bữa trước mình học rồi. Cái thằng này quan trọng lắm. Được chưa? À, khi cho Z này đi tác dụng với HCl thì thu khí CO2. CO2 bao nhiêu em ơi? CO2 đây là 0,15. HCl chúng ta là bao nhiêu? 0,2. Rồi ok. Điều cầu chúng ta tính M. Rồi. Muốn tính M thì chúng ta xử lý như sau. Muốn tính M thì chúng ta sẽ đặt đây là X mol, Y mol và Z mol. Thì đây là X, đây là Y. Dạ. M của em bây giờ sẽ bằng 23X cộng 137Y cộng 16Z. Được chưa? Vừa đây em có một biểu thức bảo toàn E nữa. Bảo toàn E như sau. Natri chúng ta là từ 0 tăng lên dương 1. Bari từ 0 tăng lên dương 2 là phần tăng. Giảm là oxy, oxy 0 giảm xuống trừ 2. Hydro từ dương 1 giảm xuống 0. Được cho em. Đầu tiên em sẽ có bảo toàn E. À, natri từ 0 lên 1, 1 lần mol natri. Bari từ 0 lên 2, 2 lần mol bari. Được cho em. Bằng 2 lần mol oxy cộng 2 lần mol hydro. Từ đây chúng ta sẽ tìm biểu thức đầu tiên chứa X, Y, Z. Như vậy mình có X cộng 2Y. Mình chuyển cái 2Z của oxy qua, đúng không? Là trừ 2Z. Bằng 2 đồng mol hero. 2 nhân cho 0,4 là 0,8. Như vậy chúng ta có biểu thức thứ nhất chứa X, Y, Z. Rồi. Như vậy đây là X, đây là Y. Nghe bạn. Như thầy phỏng đoán cho bạn là gì? Như thầy phỏng đoán cho bạn là cái đoạn này này. Khi mà cho CO, khi cho dung dịch Z mà ta dùng HCl sinh khí CO2 thì trong dung dịch chúng ta sẽ chứa chắc chắn chứa hai mũi này, thường là như vậy nha em, chắc chắn luôn. Rồi, như vậy ở đây thì Y sẽ bằng 0,4 đúng không, bảo toàn bari. Được chưa? Rồi, ở đây mình sẽ đặt đây là A mol, B mol. Được chưa em nha? Tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Khi cho từ từ thằng muối vào, người ta cho muối vào axit hay axit vào muối, chúng ta phải đọc được về chữ kỹ. Ở đây người ta cho từ từ muối vào axit, đúng không? Thì chúng ta xử lý như sau. Cho vào thì chúng ta sẽ ra đồng thời này, cái ion CO3 2 trừ và ion HCO3 trừ sẽ đi tới dùng với ion H cộng để sinh ra CO2 cộng H2O. Sẽ ra cùng lúc em nha, cộng H cộng sinh ra CO2 cộng cho H2O. Ở đây mình đặt số mol nó là MN. Lưu ý là đây là mol phản ứng. Khi mình cho từ từ muối vào axit thì chắc chắn là gì? Xin lỗi, đây là ban đầu. Được chưa? Thì chắc chắn là cái thằng phản ứng sẽ dư. Được chưa em? Thì thằng hai muối CO3 và HCO3 trừ sẽ dư. Mình đứng dậy rồi. Thì đây sẽ là 2M. Đây là N. Đây là M, đây là N.
mình có 2m cộng d bằng 3h cộng là bằng 0,2. N cộng m bằng mol CO2 0,15. Khi đó em sẽ tính được m bằng 2m trừ đi m, n trừ n là hết, 2m trừ m còn lại là lấy 0,2 trừ đi 0,15 là còn lại 0,05. 0,05 thì thằng này sẽ bằng bao nhiêu? N sẽ bằng 0,1. Được cho em. Khi đó em luôn luôn sử dụng cái tỷ số này này. Tôi dùng tỷ số này này. Đó là gì? CO3 2 trừ. Hay nói khác là đây là Na2CO3. Được cho em. Ban đầu trên NaHCO3 ban đầu sẽ bằng A trên B, sẽ bằng phản ứng chịu phản ứng. Phản ứng đây là nhiêu? M. Mà M chúng ta bằng 0,05, đúng không? Phản ứng đây là N. N bằng 0,1, được chưa? Được cho em. Như vậy hay nói khác là tỷ lệ là 1/2, được chưa nè? Từ đây suy ra A như thế nào với B? À, B bằng 2A đúng không em? Được chưa? Rồi A, B bằng 2A thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm x. Em đi tìm x như sau. Muốn tìm x thì em sẽ đi đây, B bằng 2A này. Thì em sẽ đi bảo toàn carbon và bảo toàn natri. Bảo toàn carbon trước này. Bảo toàn carbon cho sơ đồ này này. Bảo toàn carbon thì bên trái là 1 này. Bên phải đây là 0,4 này. Cộng cho này. Thằng này nhiêu? A. Thằng này 2A. Từ đây em sẽ suy ra được bằng 1 trừ 0,4 là 0,6, 0,6 chia 3 thì bằng 0,2, đúng chưa? Được chưa? Thằng này 0,2 thì thằng này sẽ 0 mấy? 0,4. Bảo toàn natri. Natri bên này là ít, bên này là 0,2 cộng cho 0,2 nhân 2 cộng 0,4 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Đây phải bằng 0,8 không em? Hả? X bằng 0,8. Rồi. Bây giờ có x rồi, chúng ta đi tìm gì nữa là xong. Tìm y đúng không? Tìm z nữa. Đúng chưa em? Đúng chưa, đúng chưa? Tìm y z nữa, tìm như thế nào đây? Muốn tìm y z thì chúng ta chỉ dựa vào bảo toàn ngay. Bảo toàn ngay chúng ta có biểu thức đây này. Được chưa? Được cho em. Y đâu? À, y 0,4 có rồi mà. Y đây 0,4 có rồi thì thằng này sẽ là nhiêu? Hay y bây giờ sẽ là 0,8 đúng không em? Từ đây em sẽ suy ra được z. Đây này. Cái đây này. Em sẽ suy ra z. Ở chúng ta bằng 0,8 này. 0,8 cộng 0,8 là 1,6. 1,6 trừ 0,8 là 0,8, 0,8 chia 2 thì thằng này bằng 0 mấy? 0,4. 0,4 có rồi thì em sẽ tính được m bằng bao nhiêu gam? Bao nhiêu? 79,6. Được chưa? 79,6 gam rồi. Ok, tiếp tục này. Như vậy có đúng ở đây là cục B này. Đó. Mình nên nhớ nha. Khi người ta cho từ từ này, đọc lại đoạn này này. Đây này. Khi người ta cho từ từ Z vào axit thì trong Z này mình khẳng định luôn luôn có HCO3 trừ và CO3 2 trừ. Được chưa? Mình nên nhớ đây là nó sẽ ra cùng lúc nha, sẽ ra cùng lúc chứ không thằng nào trước nào sau cả. Thông thường mình bị sai là mình sẽ đọc bị sai là cho axit vào muối, cho nên chúng ta làm bị sai thế thôi chứ bài này không có gì sai cả. Được chưa? Rồi, có ý kiến gì về câu hỏi này nữa không? Ok.